chào tất cả quý bà con đã quay trở lại với kênh A Huy Vlog. Sau đây là phần báo giá mít Thái của một số khu vực trong buổi chiều hôm nay, giá được cập nhật lúc 2 giờ chiều. Theo thông tin nhận được từ vựa và anh em thương lái, thì giá mít Thái buổi chiều hôm nay tăng, giá tăng mạnh ở các khu vực so với buổi sáng. Giá chi tiết mình sẽ ghi trên màn hình cho bà con tiện theo dõi. Mời bà con cùng xem video. Giá mít Thái tại Đồng Tháp và An Giang: mít nhất 39.000 đồng trên kg, mít kem lớn 37.000 đồng trên kg, mít kem nhì 26.000 đồng trên kg, mít kem ba 9.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Hậu Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long: mít nhất 38.000 đồng trên kg, mít kem lớn 36.000 đồng trên kg, mít kem nhì 25.000 đồng trên kg, mít kem 3 9.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Long An: mít nhất 39.000 đồng trên kg, mít kem lớn 37.000 đồng trên kg, mít kem nhì 26.000 đồng trên kg, mít kem 3 9.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Tiền Giang: mít nhất 40.000 đồng trên kg, mít kem lớn 38.000 đồng trên kg, mít kem nhì 27.000 đồng trên kg, mít kem 3 10.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Đông Nam Bộ: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu: mít nhất 32.000 đồng trên kg, mít kem lớn 26.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 8.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Tây Nguyên: mít nhất 30.000 đồng trên kg, mít kem lớn 24.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 7.000 đồng trên kg. Giá mít ruột đỏ sơ vàng Indo tại khu vực Tiền Giang: mít nhất 45.000 đồng trên kg, mít nhì 35.000 đồng trên kg, mít bi 21.000 đồng trên kg,